Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm mẫu xe kiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Thủy ha, đó là quay một cái clip nữa để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình ha, vài cây mai nữa ha cô chú anh chị ha, cũng cận Tết rồi cả nhà. Mình tranh thủ mình mua được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy luôn cô chú anh chị. Hôm nay vườn của chị Thủy lên cho cô chú anh chị mình một cây cúc thọ hương khủng ha, tàn lớn phun cao ha, vô chậu đẹp ngon lành cho cô chú anh chị mình luôn ha. Các cô chú anh chị mình ở miền Nam, chị Thủy sẽ giao xe cho mình luôn nha cô chú anh chị mình. Đây là cô chú anh chị mình chốt, mình liên hệ số điện thoại giùm em nha cả nhà. Thì hôm nay là sẽ lên cho cô chú anh chị mình là một cây đại lộc nè, thọ hương, với lại một vài cây nữa nha cả nhà ha. Cũng không còn vườn chị Thủy cũng không còn nhiều cây á cả nhà. Rồi cả nhà mình vào mình tranh thủ mình thấy được giá thì mình ủng hộ cho vườn chị Thủy ha. Rồi mình thấy cây giá nhiều khi là chị Thủy đưa ra, mình muốn mua với giá đó, là mình muốn mua với giá bao nhiêu thì mình cứ mạnh dạn mình liên hệ với số điện thoại của chị Thủy đại nha cô chú anh chị ha. Mình muốn mua với giá đó, nếu được thì mình giao lưu, không được thì cây vẫn còn của chị Thủy không sao đâu nha cả nhà. Rồi không là mất thời gian nữa ha, em mời cả nhà mình gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Rồi, hôm nay tới lời kênh thì em xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đó yêu thích mai vàng nha. Hôm nay tới lời kênh thì em có mấy cây mai khủng ha, để em lên giao lưu với cô chú anh chị em mình để chơi Tết năm 2023 ha. Hàng bao nút nụ nha cô chú anh chị. Đó, một cây đầu clip hôm nay là một cây cúc thọ hương ha. Đó, một cây cúc thọ hương này thì em ghép được 2 năm siêu khủng luôn cả nhà ơi. Rồi nụ nè cả nhà ơi, quá trời luôn cả nhà, mỏ nhánh luôn cả nhà. Nụ này thì nó đều ha, 2 năm thì thọ hương 2 năm thì ghép 2 năm trở lên là cây nào cũng nụ ngon nụ cả nhà. Nụ ok nha cô chú anh chị. Dàn nụ nè cả nhà, nụ cây này mà lắc ra là nụ dữ dàn nụ luôn cả nhà ơi, nè nụ nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Đó, cái đế nở luôn cả nhà. Đế nở cái này thì em xịt dưỡng nên nó hơi bị đóng gông á. Cô chú anh chị em mình về sạc gông ra giúp em nha. Rồi, đâu không số đâu bà chủ ơi. Cây thì đế nở, cây đế rất là đẹp luôn, ngăn rất ok nha cô chú anh chị. Dạ, hoành điểm này là mình được là 31. Rồi. Hoành củ đế nở. Hoành củ đế nở là mình được 41 nha cô chú anh chị. Rồi. Tay cành vàng dạ, xương của cái nó cây này nó cao, chắc tầm giá cỡ mét. Cỡ mét 7 nha cô chú anh chị. Nằm giá cỡ mét 7 đi, em độ là cho rằng mét 7 đi ha, tại vì em không thể nào em đo được cái cây nha. Cây này cỡ 2 mét đó chứ không có mét 7 đâu cô chú anh chị mình. À, thì 7, em tính cỡ mét 7 á chứ nó cao dữ lắm cao. Cây này khá dạ, cao. Dạ tán ngang là mình được 1 mét rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi, tán ngang 1 mét rưỡi có thể hơn luôn nha cả nhà. Đó, bữa này là thì có thể hơn, em đo cái này là em tự hao em bỏ hết cái đầu ngoài á nên em tự hao á nha cô chú anh chị. Rồi, cây quá trời nút nụ luôn cả nhà ơi. Bao nụ nha cả nhà. Cây này lạc lá rất là mê ha. Cái cây to này thì em chỉ bao ship với cô chú anh chị em mình là tới 200 cây số thôi ha. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu bà chủ? Còn xa nữa thì mình thỏa thuận nha cô chú anh chị. Rồi cái này bao nhiêu bà chủ? Rồi một cây này thì em sẽ bán giao lưu với cô chú anh chị em mình là giá chỉ là 7,5 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi 7,5 triệu bao phí vận chuyển nha. 7,5 triệu là em bao phí ship cho cô chú anh chị em mình một cây khủng luôn, cây quá tài to quá tài đẹp luôn đó cô chú anh chị. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi số 2. Cây mã số 2 là cũng một cây cúc thọ hương già mùa nhưng mà cây này thì nụ mầm nó tổ hết một đợt, nó bông quá chừng luôn, nay nó nụ ít nha cô chú anh chị. Nụ em còn cũng khá nha. Lắm cả nhà ơi, nụ còn cũng khá nha. Nụ còn khá nhiều nhưng mà em nói luôn là nó ít, để mà cô chú anh chị em mình về đòi đặt nụ thì nó không có vậy đó. Rồi. Cái bộ đế này thì cô chú anh chị em mình nhìn xem giúp em nha. À, cây dáng lông, dáng lắc. Rất là đẹp luôn. Rồi, tâm số luôn bà chủ ơi. Bộ đế thì bỏ đều ha. Dạ, hoành tại điểm cái cổ ngay đây là được 26. Tổng nồi đế nó là được 70. Quá trời, còn nụ rất là nhiều, cả nhà an tâm nha. Được không? Chiều cao là được 103. Tán ngang là 104. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2,5 triệu thôi nha cô chú anh chị. Đổi cây luôn bà chủ ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 3 cũng là cây cuối clip bà chủ giao lưu ngày hôm nay cô chú anh chị, ba cây nói chung là rất là đẹp ha. Giá hữu nghị, giá mềm nha cả cây, nhà. Cây mã số 3 này là cây đại lộc nha cô chú anh chị. Rồi một cây đại lộc ha cô chú anh chị. Một cây đại lộc siêu nút nụ luôn. Nụ siêu nhiều luôn cả nhà ơi. Rồi. Rồi củ đế nè cả nhà. Rồi thông số luôn mà chú ơi. Hoành tại điểm này là được 31 nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành cái củ nó dưới này là mình được là 51. Rồi.
chiều cao là mình cao được 1m37. Mét rưỡi, còn lên khúc nữa chưa tôi đo tới á, mét rưỡi á. Tại vì đo miếng đo luôn cái ngọn vậy, cái hõm mẹ đo vậy, cái ông kia chửi. À, vậy thôi đi. Nên rồi, dạ từ bỏ hao đây là 1m4 đi ha, 1m4 đi cho từ, chắc từ, ha. Từ bỏ hao cái ngọn. Rồi tán ngang cây này á, là mình được là 75. Rồi. Rồi, cái này mình giao lưu như bà chủ. Rồi, một cây đại lộc này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 3,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 3,5 triệu bao phí 200 cây số nha cả nhà. 3,5 triệu là em bao phí ship cho cô chú anh chị em mình 300 cây số nha. 200 cây số. Ở 200 cây số. Rồi, cả nhà nụ rất là nhiều nha cả nhà nè. Nụ đại lộc. Cây phong cao, cây rất là đẹp nha. Cây này ghép cũng già mùa nè cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Cây này cuối clip luôn ha bà chủ. Rồi, cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Em cũng xin cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã xem hết clip là đã ủng hộ cho em ha. Thì em mong cô chú anh chị em mình lên cũng ủng hộ cho em ha. Trong clip này chỉ có 3 cây thôi nha cô chú anh chị. Rồi. Thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà chủ cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho bà chủ trong các clip trước cũng như clip này ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được kênh nào mình ủng hộ cho và ủng hộ bà chủ nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.